Đây là cơn mưa đầu mùa ở Phi Tôn. Mưa rất to. Tính đi quay phim mà mưa nhiều rồi, không có đi được rồi. Đừng nói vậy mà tuổi buồn ráo đắng. Tắt đường ruộng vậy.
Mặc dù mưa nắng mắt đắng lòng đen, cậu vẫn giữ ngôi nhà tổ phụ. Sau khi người chị thân thương đã cách theo, gìn giữ đám rau như gìn giữ tấm lòng. Gió dần ngọn rau vì ngọn rau ở sau là cây đó là cái đó anh bà. Từ xưa bỏ đi tắt đường ruộng chứ cũng đi công công quẹo quẹo chứ không đi tắt. Mùa này đi được chứ vài tháng nữa có mưa người ta làm lúa là hết đi. Sắc áo nhung bên màu áo cũ như hai pho tượng chung một niềm. Cậu ơi mẹ ơi, từ tiếng mẹ kêu biểu cậu ngồi gần bên mẹ. Cháu đã chịu tình em sâu nặng biết bao, sâu nặng biết bao khi lòng mới có một cơn mưa lớn ở đây. Vẫn nhớ ơn tất đất vẫn còn nuôi rau đắng mọc sau mưa. Tạ lỗi cậu, cháu đã hiểu tình rau đắng, đắng mà thơm vì tình nghĩa bên trong. Từ bàn tay nhổ tóc sâu cho cậu, tóc nhổ lên rồi tình còn gốc ở quê. Mùa này mùa thái diều mùa này. Ở đằng kia tuổi mấy đứa trẻ là khẳng nông. Ở đây có mình bé này nó trầm. Ở đây có hai mẹ con chơi. Mùa này ruộng người ta không có làm, nó trống rồi nó chơi nhiều thoải mái, ra đồng trống chơi. Ở Trà Vinh nó đồng diệu, Trà Vinh đông. Chút nữa cậu sẽ nói chơi diệu Trà Vinh là vui hả? Tóc sâu cho cậu. Bây giờ đó hãy nghe cậu nói về ngày tất tất nhớ có người. Xa quê hương lâu quá, ngày về cháu thích nghe cậu nói về cái góc nhà quê khó quên được đó cậu. Nè cháu, cậu là người chân lắm tay bùn, nhưng rất nhói tim khi người đời cố ý hay vô tình dẫm đạp bất cứ một loại hoa hay là một loại rau nào. Dù là hoa là rau đã héo úa, cháu ơi từ trong cuộc sống hay trong giấc chìm bao, cậu vẫn thương rau đắng mọc sao. Cháu ưa rau thơm nhưng không thích rau đắng quê mùa. Ấy cháu đừng nói vậy mà tuổi buồn rau đắng. Rau cũng có tâm hồn vì trong máu có hương rau. Đói ăn rau
rau uống thuốc, người xưa đã nói mà cháu. Rau mọc ngoài bưng phải lặn lội mới hái được rau. Rau mọc sau hè gần người kia. Để dưới làng ai từng nếm mùi đời đắng cay thì mới biết đi thứ ngoài rau. Trời này còn lên đây làm chi nữa cả. Cây rơm mới nha bạn con. Chỉ thích mùi thơm và màu sắc, đời sẽ bớt vui khi vị đang nghe về. Cậu trồng rau còn mẹ cháu dung tưới cho rau. Năm đó cậu... Tìa cá đi ra chỗ... À, chỗ mốt tìa cá nè. Cậu để tìm trần nhiều tiếng hát giải pháp. Bơi phù tảng cư đói meo không còn hốt nhau. Chỉ em đỡ trên lòng nhờ gì đánh cánh rau. Đường. Nhưng mà ở dưới ruộng thì mưa rớt xuống là rút xuống dưới đất hết. Thank you.
từ bàn tay nhổ tóc sâu cho cậu, tóc nhổ lên rồi tình còn dốc ở quê. Đường này là con đường vô đập thì chép nè, mình đang trên đường chạy ra hiện giờ thì có kế hoạch là của huyện là người ta làm cái sân đua bò ở trong này, ta sẽ dời cái sân đua bò vô chỗ này, hiện giờ đang thi công nè, miếng đất chỗ này đang thi công nè. Cái sân đua bò người ta sẽ dời về đây. Đang thuyết minh nói sân đua bò đưa về đây. Đây là cái sân đua bò ta đang thi công. Năm chục ngàn mét vuông hả? 550 ngàn mét vuông ở đây nè. Ta làm cái sân đua bò ở trong này. 550 ngàn mét vuông ở khu này nè. Sau này là cái sân đua bò đưa về đây luôn. Mà mình cái vụ mình đua bò là mình đua năm nào cũng đua hả? Huyện thì đua riêng, tới giải tỉnh thì mình mới luân phiên nhau. Riêng cái chỗ này làm cái sân đua bò đó nghe bà con, 550 ngàn. Ủa, 550 ngàn phải không? 550 ngàn mét carê phải không? Mét vuông phải không? 55 cũng có thêm cái chữ này nữa rồi nha bà con. Ở nhiều nơi nó cũng hay làm vậy. Rồi mời để cái dầu trên đó. Không có tiền. Cái tiền có ít. Cái tiền có ít.
Mà làm trên đó phải làm to nữa. Rào đắng nâu cằn.